Chào mừng các em đã đến với khoa Đông Phương Học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Chúc các em có một năm học mới thành công với nhiều trải nghiệm thú vị tại ngôi trường mới này nhé. Chào mừng các em đã đến với ngôi nhà chung Đông Phương Học. Chào mừng đến với khoa Đông Phương Học.